Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chủ video về cuộc sống. Sau khi mà coi xong cái tấm hình này từ cái chương trình Rap Việt thì cũng nhờ vậy mà tôi có cái ý tưởng để làm cái video này. Ở trên đẹp trai nhưng mà hát dở, ở dưới tài năng bị loại, cho nên ở trên thì lại được vô vòng trong. Thì các bạn thấy một điều, nếu nói về cái gọi là cái công bằng thì tôi có cái câu: môi trường càng kém thì bất công càng to. Cho nên đây là một ví dụ điển hình cho cái xã hội coi trọng tính giải trí hơn là tìm kiếm giá trị thật qua học hành và rèn luyện bài bản. Sợ xấu cho nên chỉnh 77-49 lớp mà filter thay vì đi tập chăm chỉ và ăn uống hợp lý. Than ít tiền nhưng đi học đàng hoàng thì không. Xong rồi mơ cuộc sống cao sang để rồi rơi vào đa cấp hay những tập đoàn mang lại giá trị sống cao cả. Đọc tài liệu về doanh nhân, kinh tế, khoa học là ngáy ngay từ tờ bìa. Nhưng thị phi, drama ở đâu cũng hít no. Cuối cùng là vì ham đẹp trai, đẹp gái đến quên cả cái nết. Rồi đắng lòng cưới lộn chồng vợ đến mức cha mẹ già cả phải gánh hết con rồi cháu. Một phút bốc đồng, một đời bốc phét là vậy. Gần đây có anh trại hòm uống nhiều vitamin sĩ gái đến mức chặn đầu phá xe cấp cứu, giờ đang trốn. Lúc ấy cháu tưởng vậy là ngầu. Thì trước mắt là cho các bạn coi thanh niên sống ảo này đã. Đây, thanh niên sống ảo. À, chụp hình xe hơi đồ. À, và đây là hình ảnh cháu nó đập xe cấp cứu, tức là xe cấp cứu người ta đang trên đường chở bệnh nhân phải thở oxy đó, thì bấm kèn, tụi nó dàn hàng trên đường bấm kèn, thế là ba xe sáu thanh niên tấp vào lề chặn đường xe cấp cứu đó. Thì thằng này nó nhảy ra, nó cầm ghế rồi cầm đồ cầm đá, nó đập bể kính xe. Rồi sau đó là cộng đồng mạng đã truy lùng ra tông tích. Hóa ra là nó là làm cho chạy hòm, chắc là cạnh tranh với xe cấp cứu, cứu người sống làm sao mà có khách hàng được. Người ta phải chết nhiều chạy hòm mới ăn nên làm ra chứ. Hận xe cấp cứu quá mà, đối thủ cạnh tranh chăng. Đó. Thì các bạn thấy, còn nữa chứ quên. Đây nè, vui lắm, tôi mới phát hiện ra. Thi hộ mà giờ nó công khai luôn nè. Gồm đây: dịch vụ thi hộ IELTS, hỗ trợ thi hộ khắp cả nước, bao đổ đầu ra, thanh toán khi biết kết quả. Bạn mất gốc nhưng lại cần chứng chỉ ngoại ngữ, đừng lo, đã có chúng tôi giúp bạn lấy bằng nhanh nhất. Cam kết tối thiểu 450 điểm TOEIC, 4.5 IELTS, bao đổ khi thi lần đầu, cấp kỳ chuẩn trước 24 giờ, chỉ đi thi đúng một buổi. Hỗ trợ thi hộ các chứng chỉ IELTS, PTE, TOEIC, phúc khảo kết quả thi toàn quốc. Cam kết đầu ra, cấp chứng chỉ đúng thời hạn, không phải chờ đợi lâu. Liên hệ ngay để nhập nhân viên tư vấn. Trời đất ơi, bây giờ nó thi hộ mà nó quảng cáo luôn nè các bạn. Nó công khai, nó lộ liễu nè. Rồi nó làm video đồ, chạy quảng cáo chuyên nghiệp. Ghê chưa? Chỉ ở Việt Nam rồi nó mới thấy, nó mới lồng lộn lên như vậy. Chưa ghê còn nữa. Đâu rồi ta? Đây. Các bạn thấy một điều á, cái kênh mà tôi làm ra, tôi sẽ chia sẻ rất nhiều, nhưng tôi không có chạy quảng cáo. Còn đây, bạn bị mất cân bằng cảm xúc vân vân, hãy đến gặp diễn giả Hoa Tara. Đó, nhận diện vấn đề cuộc sống này kia. Đó, chạy quảng cáo. Cho nên rằng là những cái chạy quảng cáo thì nó sẽ ghi được tài trợ. Thì tôi nói sao dạo này nhiều nhân vật dạy người ta sống tốt, sống đẹp, rồi chia sẻ mấy câu chuyện này kia để kiếm ra tiền. Nó buồn cười ở cái điểm đó.
Thì chính vì vậy mà một quốc gia mà kém cỏi, học hành thì gian lận, làm việc thì đối phó, thì tới lúc nào mới nhận ra được các giá trị thật? Cho nên tối ngày bị người ta lừa thôi. Ngày hôm nay đó, có một cái lớp có hai bạn nghỉ, các bạn nhân viên gọi điện không bắt máy. Thế là đích thân tôi hỏi, tại sao tụi em nghỉ. Thì các bạn mới nói rằng là các bạn đóng tiền đăng ký ở cái khóa học. Thì đúng là lúc đầu là cái khóa học này nó là 11 buổi, nhưng mà tôi có giải thích đây là 11 cái chủ đề. Đó, 11 cái chủ đề. Cho nên rằng là mà 16 cái chủ đề chứ quên. Đó, thì đối với lại những người mà học đúng, giỏi, siêng năng thì nó là đúng. Còn đối với những người mà chẳng hạn như chậm hơn thì cái khóa học nó có thể dài hơn. Đó, thì chính vì vậy mà hai bạn đăng ký học là cá nhân. Thì lúc này học cá nhân thì các buổi học nó còn có một tiếng thôi. Đó, tại vì thật sự ra thì học cá nhân nó mắc tiền hơn là học chung với lớp. Tại giáo viên phải chăm sóc cho học viên kỹ hơn. Thì chính vì vậy mà khi mà các bạn học mới được có 1 tháng, 12 buổi thì các bạn nghỉ. Rồi các bạn im re, các bạn không nói tiếng nào. À, tới giờ học tôi đợi không thấy. Thế là nhân viên gọi cũng không được. À, mãi tới hôm nay mới liên hệ được. Thì các bạn trách ngược lại trung tâm. Thì tôi mới trả lời cho các bạn nha. Đây, cái tin nhắn tôi trả lời. 16 buổi học là tiêu chí chuẩn của một khóa chung 90 phút. Thêm nữa là do tụi em phải tiêu hóa được một lượng kiến thức cần thiết. Vì vậy học viên giỏi học nhanh thì đúng là 16 giờ sẽ đủ. Còn nếu học viên tiếp thu chậm hơn và ở nhà không xem bài kỹ thì quá trình sẽ lâu hơn. 16 bài đúng hơn là 16 buổi học. Thì các bạn này cũng vậy, ở nhà không có coi lại bài, cứ cái bài học qua rồi ôn lại, mất thời gian còn phải ôn lại nhắc lại. Và các bạn thậm chí bí kêu không làm được, thì kêu tôi giống như rằng là tôi chiếu, tôi hướng dẫn cho các bạn luôn đi. Tôi nói không, em phải coi lại bài cũ để coi những cái câu từ mà mình đã học rồi á. Chứ còn nếu bây giờ mà tôi đưa cái đáp án lên thì tụi em chỉ có chép thôi, chứ thì em không nhớ được đâu. Thì chính vì vậy mà tôi cũng nói, tụi em thấy lượng kiến thức cung cấp không hề ít, thì đầu ra tới cuối khóa mới đảm bảo. Chưa kể, có vấn đề thì tụi em cứ trao đổi thêm, chứ im lặng thì trung tâm không giải đáp được. Thật sự giờ học đâu chỉ gói gọn trong một giờ ở trung tâm, mà tôi mong tụi em học còn hỏi thêm. Ngay cả sau khi học xong, học viên vẫn được hỗ trợ như tụi em cần sửa hồ sơ xin việc hay trong công việc. Các trung tâm có đảm bảo là họ sẽ thu thêm phí quản lý để dò bài và theo dõi việc học. Nhắc học viên quên bài và học viên vi phạm sẽ bị phạt tiền hay gì đó. Cho nên một khóa học riêng sẽ mắc gấp 4-5 lần, thậm chí cả chục lần khóa học ở Nicewin. Vì vậy, siêng học là một giải pháp tiết kiệm và rút thời gian, còn ngược lại thì sẽ lâu hơn. Em bỏ tiền và công sức kiếm kiến thức, hay tới giờ em vẫn tin quảng cáo học nhanh, rẻ, vui và hiệu quả ở nhiều nơi. Sau khi mà tôi giải đáp xong, hai bạn tự động là rút ra khỏi nhóm, không một lời nào. Thí dụ như các bạn vậy, tụi em xin phép là vì lý do chẳng hạn như về tài chính hay gì đó, tụi em không thể theo học tiếp được. Nó chỉ là một cái câu nói thôi, không có gì cả. Nhưng không, hai bạn rất bất lịch sự, là hai bạn âm thầm kiểu như rằng là ôi tao không thèm nói chuyện nữa. Đó, thì tôi mới nói rằng là tôi không hiểu các bạn trẻ ngày nay. Các bạn được ăn học đàng hoàng, nhưng tại sao là các bạn lại có một cái thái độ về cách cư xử kém như vậy? Đó, thì ở đây khi mà tôi giải đáp như vậy, các bạn nghe các bạn ta thấy có điều gì mà bất hợp lý hay không? Có cái gì mà nó gọi là lừa đảo hay không? Thiệt sự, khóa học của trung tâm chưa bao giờ có một cái khóa nào mà tôi thu phí mà nó vượt lố quá 5 triệu một tháng.
chưa bao giờ, ngay cả những khóa mà cao cấp đó. Có nghĩa rằng là các bạn bỏ ra cái số tiền học tới hiện giờ là nó chỉ khoảng chừng là dao động là 1-200, thậm chí là chưa được tới là 300 ngàn cho một buổi học. Mà trong khi đó rằng là tôi còn phải trả lương, trả tiền điện, tiền nước. Đó. Một cái người mà PT ở ngoài phòng tập nói tôi giá PT bây giờ, PT loại thường thôi đã là 300 ngàn một giờ. Thế thì khi mà mình nhắm đến cái giá trị, mình mong muốn rằng là nhiều người, người ta sẽ học được, thì kết cục rằng là gì? À, có những người họ lại không hiểu điều này. Đó. Vậy thì cái giá trị học, cái giá trị cuộc sống, nó chỉ nằm ở cái vẻ ngoài. Anh đẹp trai, à, chị đẹp gái là cơ hội, các anh các chị sẽ khác. Có một cái anh là quản lý cho công ty Schneider gì đó của Đức hay của Thụy Điển gì đó. Anh cũng để lại cái bình luận, anh có đứa cháu đi thi The Voice. Thì tới lúc đó anh mới biết rằng là tài năng không phải là vấn đề, vấn đề là tiền bạc. Một cuộc thi tổ chức để tìm kiếm tài năng, và tài năng đó được xây dựng trên tiền bạc, thì có còn gọi là tài năng hay không? Cho nên là tại sao mà cái tham nhũng, cái gian dối nó xảy ra ở khắp mọi nơi như vậy? Có một cái trung tâm mà ở trong khu vực tôi nhìn cái định hướng và cách làm việc của trung tâm là tôi biết có mùi. Nó lo về bùng nổ, về mở cơ sở, à, nó lo về quảng bá, nó lo về là đi tài trợ chỗ này chỗ nọ để tạo thêm mối quan hệ. Và thậm chí rằng là nó tuyển là giáo viên hay quản lý là những người mà có cái quan hệ địa phương để lôi kéo học viên cho nó. À, thế nhưng mà một cái bạn mà quản lý nghỉ thì mới nói tôi rằng là lý do nghỉ là tại vì chế độ không đảm bảo. Nó bỏ tiền để nó làm quảng cáo, nó làm rùm beng, nhưng mà lương giáo viên thì nó trả không đúng hạn. Điêu lương ở một đằng, trả lương một nẻo, cho nên nhiều người, người ta bất mãn. À, nó chỉ lo đi mở cơ sở để thu hết học viên. Thì khi mà tôi nghe cái kiểu đó, tôi nói thật ra tôi nhìn cái mô hình tôi cũng đã biết rồi. Đây là mô hình của những cái trung tâm mà có mùi đa cấp. Có nghĩa rằng là khả năng là đằng sau là một cái người rót vốn đầu tư, các cổ đông. Thì đương nhiên rằng là khi các bạn làm hợp đồng cổ đông thì người ta gọi là có câu lời ăn lỗ chịu. Cho nên rằng là nó làm hoành tráng để cho nhiều người tin vào cái bề nổi của nó rồi rót tiền vào. Cũng như phụ huynh vậy, người ta tưởng đâu rằng là nơi đó chắc dạy hay lắm mới có nhiều trò. Họ nhảy vào họ đâu biết đó là hình ảnh thôi. Đó. Một trung tâm mở ra nó làm hoành tráng hay là khai trương rồi tài trợ, nó sẽ có tháng nó hút rất nhiều người, nhưng mà sau đó người ta sẽ giảm dần. Đó, tại vì nó quản lý. Cô này cũng nói anh chủ giao cho cái trung tâm rồi đó, muốn làm gì làm, anh đi mở cơ sở khác, chứ không có đào tạo, không có gì. Nhưng mà lên mạng thì anh ta hay nói đạo lý, anh ta đào tạo nhân viên, rồi là một cái người mà khởi nghiệp, rồi giúp cho các bạn trẻ thành công. Ở trong ruột người ta thì các bạn mới hiểu được vấn đề. Thì khi mà bản thân tôi thì tôi đánh vào nỗ lực. Có nghĩa rằng là tôi không bỏ ra một cái chi phí lớn để mà tôi làm mấy cái trò hề, mà tôi bỏ cái công cái sức của mình ra làm gì. Tuyển giáo viên là tôi coi cái người đó phải được. Và khi mà dạy tôi cũng quan sát. Chẳng hạn như học trò nó không muốn học là do nó hay do giáo viên. Đó. Rồi tôi động viên giáo viên. Nếu khi mà họ đã làm, có nghĩa là tôi tin tưởng họ, tôi sẽ động viên họ. Đó. Quan sát cái cách mà họ dạy, thậm chí có thể cung cấp thêm tài liệu. Nhưng mà họ sẽ được sức sáng tạo. Cho nên cái trách nhiệm mà đi
cái người mà đào tạo, thứ nhất là các bạn phải có cái năng lực về cái chuyên môn của cái việc mình làm. Thứ hai là khi mà mình cảm thấy cái sức của mình chưa đủ thì mình phải tập trung làm cho tốt cái mảng nhỏ đã. Cái câu của Napoleon Hill: nếu như bạn không thể làm được những great things, những điều vĩ đại, thì bạn hãy làm small things một cách perfect. Đó, vậy thì mình làm tốt mọi vị trí của mình, cái trách nhiệm của mình đã. Rồi sau đó, rằng là nó sẽ tự phát triển. Thế thì khi một cái nơi mà nó bùng, nó bành trướng ra như vậy, với một cái tốc độ nhanh, tôi nói trong vòng 2-3 năm đầu sẽ rất phát triển. Nhưng tới năm thứ 5 chắc chắn sẽ có sự cố. Tức là lúc này là cái lượng chi phí nó quá lớn, do cái sức bùng nổ lớn, chi phí lớn. À, nó như quả bom nổ chậm vậy đó. À, thì lúc này rằng là cái chi phí nó quá lớn, trong khi rằng là cái doanh thu nó đang giảm dần, thì lúc này sẽ có tình trạng là thằng chủ gom tiền bỏ trốn. À, sẽ tới lúc mà thằng chủ gom tiền bỏ trốn rồi, bao nhiêu người cứng đờ mặt ra. Ủa, tưởng nó giàu, tưởng nó giỏi, sao kỳ vậy? Đó. Nhưng mà nhiều người, người ta vẫn bị lừa. Nếu mà các bạn là người có kinh nghiệm, khi các bạn nhìn vào thị trường thì các bạn có thể đánh giá được hoạt động của một nơi. Đó. Thì quả thật tôi cũng giống như là cái bạn thí sinh mà xấu xí ở dưới. Có nghĩa rằng là tôi không có những cái lời lẽ mà hoa mỹ, tôi cũng không có làm một cái ngoại hình mà lên mạng xây dựng một cái hình ảnh giống như là một doanh nhân thành đạt. Các bạn biết vui lắm, có một bạn đi xin việc ở trung tâm, thì sau đó tôi mới gặp bạn đang làm phục vụ ở một cái quán ăn. Thì khi mà tôi gặp bạn đó, tôi hỏi xem làm phục vụ ở đây. À, tại vì lúc mà bạn gọi cho bên trung tâm thì lúc đó lại chưa cần người. À, cho nên sau đó là thấy bạn hỏi thăm thì bạn đi làm phục vụ. Rồi không biết cơ duyên nào á, bạn thấy nghề cò đất nó ngon, thế là bạn chuyển qua cò đất. Rồi sau đó bạn đi chụp cái bộ hình doanh nhân, bạn mặc đầm này kia, bạn chụp hình doanh nhân, bạn đứng. Đó, bây giờ trang cá nhân của bạn là toàn là đất không, đất với nhà bán không. Thì các bạn biết cái chiêu bán nhà phải không? Chẳng hạn đó, nhà đó, nhà chẳng hạn như nhà hẻm diện tích dễ chụp hình này lên, à, giá rẻ chỉ có 9,550 triệu. Thế là nhiều người tin sái cổ chạy tới, trời, nhà gì đâu chưa tới 1 tỷ, à, nhìn xinh xắn nhỏ xinh vậy. Chạy tới nó kêu: nhà này bán rồi anh ơi, thôi bây giờ em dắt anh đi coi căn khác 2-3 tỷ. Tức là nó đưa ra cái mức giá và nó biết rằng các bạn sẽ bị dính và các bạn chạy đến các bạn hỏi. Mục đích của nó là để kiếm cái tương tác, kiếm khách hàng tiềm năng bằng cách lừa người ta mất công, bỏ thời gian chạy tới chơi vậy đó. Thì ở đây rằng là tôi mới nói với các bạn mà nhân viên tư vấn mình, chúng ta không gọi là thu người ta về cái mảng săn sóc bỏ ngoặc kép học viên. Có nghĩa là chúng ta không có biết là tạo ra những hình ảnh bóng bẩy, mà chúng ta đưa những hình ảnh thật. Đó, những gì mà chúng ta làm được. Ngay cả những bạn mà quảng cáo một cái lớp học này, tôi nói một cái hình ảnh rất đẹp, các bạn học viên như người cười rồi ngồi chăm chú. Tôi nhìn những tấm hình đó tôi nói ngay, này là nhân viên chứ không phải học viên. Tại vì thường các giáo viên khi mà người ta dạy mà người ta tự chụp á, là lúc đó là đa phần là người ta cho học viên làm bài rồi người ta chụp nha. Thì thường là học viên lúc đó là cúi mặt xuống. Còn nếu mà chụp chung với lớp á, à, thì chẳng hạn cho tôi xin chụp tấm hình nha, mọi người cười, thì cái biểu hiện nó sẽ khác với lại một cái gọi là một cái xây dựng chuẩn mực cho thợ vào chụp những tấm hình đẹp. Thì nhìn thì thấy đẹp nhưng mà rõ ràng không tự nhiên. Thì đối với kinh nghiệm tôi thì tôi nhìn là tôi biết ngay tấm hình nào là xây dựng và cái hình ảnh nào là thật. Đó,
Cho nên bây giờ người ta hình ảnh doanh nhân người ta lên mạng, người ta ngồi nói đạo lý với các bạn, người ta mặc vest nè, chứ người ta đâu có ngồi vậy, giống như cái background giống tôi vậy nè. Thì rõ ràng đâu ai hình dung được một cái thanh niên như thế này ha, lại có một giây phút bốc đồng đến nỗi bây giờ rằng là chuẩn bị bỏ trại hòm để vô trại tù. Có thể nói rằng là khi mà nhìn vào cái xã hội, hôm bữa thằng con dắt thằng con đi coi phim, lúc đó là có cái máy gấp thú, chưa tới giờ coi phim gấp thú, thì cái máy gấp thú nó nằm ở bên ngoài, thì lúc đó là bỏ tiền vô gấp, mà biết các bạn biết rồi, mấy cái máy gấp thú rất là khó à, gấp không được. Thế là nó lúc đó nó đòi, nó khóc, nó cứ đứng đó nó khóc, nó đòi phải gấp cho nó con thú, mà tôi làm hết 4 lượt vẫn không được à, cái quắp nó cứ khều khều gấp lên rớt bẹt. Thế là nó khóc, nó cứ vừa đi vừa khóc vừa gào đó. Thì mẹ nó dắt tay nó, rồi nó chỉ cho nó để nó phân tán tư tưởng. Rồi sau đó nó hai mẹ con cứ vừa đi khóc, thì nó lấy khăn giấy nó lau mặt cho nó. Thì mẹ nó mới nói nè lấy rồi nè. Cho nên đi một đoạn nữa tôi mới giận. Thì lúc này là tôi mới nắm nó lại, tôi nói im. Tôi nghiêm mặt tôi nói im. Con ngậm cái miệng con lại. Thế là nó sợ, khi mà nó thấy tôi giữ nó sợ, nó bậm môi lại, không dám khóc nữa. Thì lúc mà thấy nó bình tĩnh rồi tôi mới nói thôi được rồi, lát nữa à, xuống dưới mình mua robot, còn bây giờ là vô coi phim nè, con không có được khóc vậy nữa, tại đương nhiên vô rạp mà khóc vậy rồi hả, làm phiền người khác. Thì khi mà về nhà tối tôi mới nói chuyện với vợ, tôi nói rằng là tôi không muốn người ta nhìn vào, người ta thấy hình ảnh con tôi như vậy, khóc như khùng vậy đó. Cái vợ tôi tự ái nói tự nhiên kêu nó khùng, nói chi nữa, đòi không được là khóc. Cho nên trách nhiệm của cha mẹ là dạy nó à, anh không muốn người ta nhìn con anh như vậy, anh dạy bao nhiêu bao nhiêu học trò, anh nhìn một đứa bé anh biết là đứa bé đó nó có giỏi thật hay không. Cho nên khi mà nhìn những cái phụ huynh cũng giống như em vậy, nghe con mình mà bị nói khùng hay này kia là nổi nổi sân nổi tự ái lên, lúc nào cũng nghĩ rằng là con mình giỏi, con mình này nọ, thật sự nó có giỏi không, thật sự nó có bình thường không. Cho nên mình làm cha làm mẹ thì mình phải khách quan, mình phải khách quan thì mình mới dạy nó được. Đó. Cho nên tôi nhìn ra ngoài tôi vẫn thấy những hai cái bạn vừa rồi mà tôi kể trong cái câu chuyện mà đi học lớn rồi có việc làm, nhưng mà cái kiểu cách là tôi biết rằng là con nhà cũng có điều kiện, nhất là bạn nữ lúc nào cũng như công chúa, ngồi học giỡn. Cho nên là như một công chúa và nói chuyện có vẻ rất là kiểu cách à, người ta gọi là hơi sất sất. Thì hầu hết ở cái ở thành phố chẳng hạn, có một tấm hình vui lắm, ở thành phố thì chiếc xe mẹt nó chỉ là một chiếc xe hơi, nhưng ở dưới nông thôn á, cái chiếc xe mẹt nó là cái gì đó rất là to, mà các bạn đi xe mẹt về quê các bạn giống như là bố đời thiên hạ. Thì có những bạn ở dưới mà tỉnh gia đình có chút của là các bạn nghĩ các bạn giống như rằng là không ai đụng tới được đó.
Rồi cũng có những đứa bé vậy tôi đã tiếp xúc, thì nó có cái kiểu như rằng là chắc là gia đình cũng nuông chiều rồi khen, cho nên những đứa bé này thường là nó không muốn nghe cái sự trái ý, nó thích làm theo ý nó. Ừ. Thì những bạn trẻ này rồi phát triển như thế nào, hay rồi sau đó cũng giống như anh chàng vitamin sĩ gái kia, tức là đến một cái thời điểm nào đó thì các bạn sẽ hành động rất là nông nổi, để rồi các bạn phải trả giá. Nhưng mà khi mà tôi nói thì các bạn không nghe. Đó. Tôi nói thì các bạn không tin. Thì rõ các bạn thấy một điều. Mình làm việc để mình nuôi gia đình. Cái cần thiết là điểm đó. Rồi sau đó là mình có lý tưởng để mình xây dựng một cái cộng đồng nó tốt hơn. Bằng cách nào? Bằng cách mình tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ tốt. Chứ không phải mình chính nghĩa bằng cách mình lên YouTube ha, mình tố cáo người này tố cáo người kia, mà mình tố cáo thí dụ mình nhắc tới một lần ha, theo cái quan điểm mình không, mình dựng hẳn một cái kênh để rồi tối ngày là mình đi quay lén công an giao thông, rồi sau đó tối ngày mình chửi ông này, mình lôi ông cán bộ kia vào đó, mà trong khi bằng chứng cụ thể của mình thì không có. Tức là đa phần là chỉ là một cái lý luận thôi. Rồi cuối cùng thì trả giá ngồi vài năm tù. Ừ. Một đại tá gì đó rảnh lắm. À, tối ngày đi quay lén là cảnh sát giao thông ăn hối lộ. Để rồi cuối cùng bây giờ bị bắt. Một người lên mạng livestream có khi rằng là mười mấy tiếng đồng hồ. Mày tao chửi bậy. Hùng hồn. Cuối cùng rồi bây giờ gì? Chồng con đấu đá lẫn nhau. Gọi là đúng nghĩa gia môn bất hạnh. Xã hội nó nhìn gì? Nó tung hê mình là vua, là chúa, là thánh. Còn bây giờ gia môn bất hạnh. Mình đi tù rồi ai lo cho gia đình mình? Rồi chồng con, vợ con không ra gì hết. À, ra ngoài tố cáo lẫn nhau thì cái đó, cái mục đích của các bạn làm cái chính nghĩa gì kỳ vậy? Cho nên tôi không gọi đó là chính nghĩa. Sống tốt bảo vệ cho người khác thì bảo vệ trước những người xung quanh mình, gia đình mình đã. Cho nên tôi cũng không muốn làm những cái chuyện rùi bu mà để rồi ảnh hưởng đến gia đình. Đó. Còn đối với học viên, tôi phải nói rằng là khi mà đã cầm tiền thu tiền của người ta là tôi cố gắng tôi làm. Thậm chí một cái khóa học mà các bạn nói thí dụ như khó quá thì tôi vẫn động viên phải khó mình mới tiến bộ. Còn nếu mà cảm thấy khó quá nữa, tôi vẫn có thể tạo ra một cái khóa học, tức là tôi soạn tài liệu mới lại từ đầu. Không sao cả. Cho nên tôi chỉ nói các bạn có vấn đề cứ báo tôi sớm. À, tôi không muốn mọi người lãng phí tiền bạc, công sức và thời gian để rồi thu lại cái giá trị không tương xứng. Điều đó làm cho tôi buồn và tôi xấu hổ. Đó. Nhiều khi á, người giỏi người dở khó nói lắm. Ừ. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại. Còn mấy cái thi hộ, phải công nhận dân Việt Nam mình bây giờ thì lỗi, chứ nhiều khi từ cái bằng lái xe, nếu mà hả thi bằng giả được nó cũng thi nữa. Tại vì nó đâu cần mà học luật, nó chỉ cần có cái xe nó ra ngoài nó leo xe rồi nó phóng à, nó ngồi trong xe hơi để nó quay clip mà, để chụp hình sống ảo, để đi uống cà phê với bạn bè. Nó khác với những người mà họ cần cái xe để mà họ làm công việc. Cho nên nếu nó mua bằng giả được nó cũng mua à. Đáng buồn cái xã hội.